chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện kiếm hiệp vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay kênh truyện kiếm hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết bắt đầu thất tinh của tác giả tư đội yên phần thứ 18 hồi thứ 62 ngọc diện phi cô hán tử mặt vàng nhẹ nhàng tiếp một chiêu của ngũ thiếu kỳ thân hình bay xéo qua bên nhanh như điện vung chỉ điểm vào nách trái của chàng hán tử mặt đen vận hết chân lực đỡ của ngũ thiếu kỳ một trưởng thân hình lảo đảo chân lún sâu xuống đất hán tử nọ hét lên một tiếng nhảy bật lên hai tay tạo ra một thức quyền trực đảo hoàng long trông rất bình thường mà hiểm ác dị kỳ tấn công trở lại hán tử béo mập đánh dây búa thì phấn uất cầm lên hai chân như điện tung ra song phi cước vào hạ bản ngũ thiếu kỳ ngay một lúc ngũ thiếu kỳ lọt vào thế công cực kỳ uy mãnh của ba loại chiêu thức, quả là thập phần nguy hiểm. Tuy vậy ngũ thiếu kỳ quả không hổ danh thiết đảm đổ long. Chàng bình tĩnh đón đợi chiêu thức của ba địch thủ rồi vột triển khai thân pháp ảo diệu. Ngũ thiếu kỳ đã như làn khói lách qua độc chiêu của đối thủ lướt ra ngoài xa ba trường. Cả ba đối thủ của ngũ thiếu kỳ đều giật mình trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn ngũ thiếu kỳ gật đầu thán phục nói ngũ thiếu hiệp đã có thiên cang trưởng thiên cang chỉ lực lại có thêm đạm yên huyền ảnh nữa quả đã đến mức cử thế vô song bà huynh đệ tại hạ hôm nay xin bái lĩnh chỉ giáo sẽ có ngày khác tương phùng tại hạ không bao giờ quên nổi ngày hôm nay nói xong họ khom người hành lễ vội vàng đi ngay họ cùng đi về hướng với ngũ thiếu kỳ mà không đuổi theo đoàn xe bỗng ngũ thiếu kỳ nghĩ ra một việc kêu to lên các vị có thể cho tại hạ được thỉnh giáo cao danh Hán tử mặt đen đáp Đỗ Kim. Hán tử mặt vàng đáp Phương Đạm. Hán tử béo mập nói Lãnh Khai Sơn. Cả ba cái tên này võ lâm ai mà không nghe thấy. Dù họ ít khi xuất hiện giang hồ. Đây là ba trong năm đại tướng của bát cực tiên ông ở Thái Sơn bát cực cung. Như vậy tám thiếu niên cao tăng là do bát cực tiên ông chủ chỉ khống chế. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho võ lâm vì ngoài thế lực của kim ma nay lại thêm thế lực của bát cực tiên ông vô cùng hùng hậu theo truyền thuyết thì bát cực tiên ông đã đến xuất thần nhập hóa vô lâm chưa một ai dám sánh ngay thủ họa của ông là năm vị đại tướng ít khi xuất hiện giang hồ nhưng đã xuất hiện thì chỉ có thủ thắng mà thôi một nhân vật nhất đại thông sư cao thủ bậc nhất vô lâm trung nguyên là nhất trần đại sư đã từng đọ với đỗ kim một trưởng hai bên hoàn toàn cân bằng nhau về mọi phương diện điều ấy cho ta thấy đó mới chỉ một mình Đỗ Kim là một trong năm đại tướng, nếu cả năm liên thổ thì sao? Võ Lâm Trung Nguyên được mấy cao thổ tầm cỡ nhất trận đại sư. Và cả năm đại tướng ấy chỉ là thủ họa của bát cực tiên ông, như vậy thử hỏi ông ta cao cường tới mức nào? Nghĩ tới đây ngũ thiếu kỳ thấy sự việc trở nên cực kỳ nghiêm trọng khó có thể nói bát cực tiên ông chủ mưu việc này. Nhưng sự việc thì lại gần như vậy rồi, ba vị tướng kia tuy chưa thua mà sao bỏ đi mà lại không quan tâm tới ba chiếc xe kia nữa Bộ ngũ thiếu kỳ đôi mắt chật lóe lên tia sáng hét lên một tiếng lao vội theo ba cỗ xe kia lúc này trời đã sáng đường xá đã đầy người xe lưu hành ngũ thiếu kỳ chỉ bước nhanh hơn những người dân thường một chút đâu dám chỗ thuật phi hành vào thành vết xe lăn in bánh trên đường thì nhiều vô kể biết đâu mà tìm hỏi thăm ai cũng được một câu trả lời tương tự không biết rồi một chữ một tiếng cũng không nói thêm, hình như có điều gì lạ lắm, làm như ba chiếc xe này có liên quan tới cuộc sống của Bạch Sa Thành vậy. Ngũ thiếu kỳ quyết định đi vòng quanh thành để tìm kiếm, đến mỗi ngõ rộng, trước mỗi tòa nhà lớn của một phú gia, chàng đều tìm xem có vết bánh xe in dấu không, nhưng đành thất vọng vì đường lớn đường hẻm đều lát đá cả nào có thấy dấu vết gì. Ngay lúc ấy từ một hẻm nhỏ một chiếc xe la kéo chạy thẳng ra. Xe buông rèm kín mít thiếu nữ đánh xe vung roi quất vào trảng quát. Đồ ngốc tránh sang bên mau. Ngũ Thiếu Kỳ đang bực tức vì không tìm thấy mấy cỗ xe. Nay bị mắng lại sắp bị trúng đòn nữa. Nên tức càng thêm tức. Chẳng bước hẳn ra giữa đường. Tay vung lên chộp lấy ngọn roi. Nhưng ngọn roi như có mắt chẳng biết sao lại xuyên qua bên đúng một thước tránh chảo của chàng. Còn chiếc xe cứ đâm sầm tới. Ngũ Thiếu Kỳ chộp hột sửng suốt bước xéo qua bên sở ngay đạm yên huyền ảnh theo bản năng lướt đi tránh đường cho cỗ xe chặn qua ngũ thiếu kỳ ngây ngất vì mùi thơm từ trong xe bay ra còn thiếu nữ đánh xe thì chố mắt kinh ngạc nhìn thân pháp kỳ ảo của chàng ta bỗng từ trong xe một giọng nói trong trẻo vọng ra bình nhi chẳng cần phải thả hình bắt bóng dừng xe lại chiếc xe dừng lại với tiếng quát đanh đanh của bình nhi cửa xe mở từ trên xe bước xuống một tuyệt sắc mỹ nhân đeo đẩy châu báu người ấy bước đi uyển chuyển thân hình tuyệt mỹ có thể nói là tạo hóa đã dành hết mọi cái đẹp đẽ để tạo nên mỹ nhân này ngay đến hương thơm từ làn da mái tóc cũng át hết mọi thứ nước hoa trên đời cả cách trang sức ăn mặc cũng khéo léo phù hợp với thân hình nên đã đẹp lại càng đẹp thêm bội phần chỉ có thể nói nếu hàng nga có dáng thế cũng không đẹp hơn mỹ nhân này mỹ nhân nọ bước xuống xe nở nụ cười mê hồn bước về phía ngũ tiếu kỷ nhìn chàng ta với ánh mắt long lanh khiến ngũ thiếu kỳ như mất hết cả tự chủ người ấy móc trong áo ra một chiếc khăn tay đưa lên nói ôi tiểu huynh đệ quả là một hòn ngọc còn ẩn trong đá xuất hiện mới biết là tuyệt tác từ chiếc khăn xinh đẹp ấy mùi nước hoa bốc lên càng ngào ngạt cứ xông thẳng vào mũi ngũ thiếu kỳ chàng giật mình phát hiện mùi thơm đó có vẻ lạ ngay lúc đó cô gái đánh xe cất tiếng cười nói ngã rồi ngã rồi loài nàng ta vừa dứt thì ngũ thiếu kỳ đã từ từ ngã nghiêng xuống đất mỹ nhân đó vẫy tay ra hiệu cho thiếu nữ đánh xe mà môi không giấu nổi nụ cười cuồng ngạo thiếu nữ đánh xe cho xe chạy tới một đoạn rồi giật hàm tiếc điều khiển con la khéo léo đưa chiếc xe vòng trở lại môi nở nụ cười đắc thắng lúc ấy thật là kỳ lạ chủ nhân của chiếc xe tức là tuyệt sắc gia nhân nở bóng tắt nụ cười vẻ mặt hiện lên nét sâu thảm oán hận chỉ thấy người ấy cúi xuống đỡ ngũ thiếu kỳ hay sao ấy không rõ vì ống tay áo đã che khuất cả hai bàn tay thiếu nữ vội xuống xe giúp mỹ nhân đưa ngũ thiếu kỳ lên xe rồi đóng cửa xe lại mà cứ thắc mắc vì sao chủ nhân hôm nay có vẻ âu sầu không vui ngay lúc ấy mỹ nhân từ trong xe nói vọng ra sao mà ngây ra thế đi nào thiếu nữ đánh xe đang hoang mang thắc mắc nghe chủ nhân ra lệnh thì dạ một tiếng nhảy lên càng xe ra roi đánh xe vào trong một ngõ nhỏ ngay. Trong xe mỹ nhân vô cùng tức tối, gạt tay áo xanh che tay hai người, nói với ngũ thiếu kỳ bằng giọng rất nhỏ. Họ ngũ kia, ngươi ăn hiếp một nữ nhân như ta thì đâu có là hảo hán. Rồi nhìn xuống cánh tay ngọc ngà của mình nằm trong ngũ chỉ như móc thép của ngũ thiếu kỷ Thì ra trong lúc bệnh Nhi đánh xe ra phía trước để vòng lại, thì mấy nhân nọ tiến đến phía ngũ thiếu kỳ đang nằm lăn dưới đất, Sợ chàng ta tỉnh lại nên mỹ nhân vẫn cầm sẵn chiếc khăn đưa ra phía trước mặt chàng. Nhận ngở nụ cười mãn đắc. Loại thiên lý mê hồn hương này của ta luyện được là thiên hạ vô song. Rồi cúi người xuống điểm vào huyệt thiên quế của ngũ thiếu kỷ. Trong khi nàng ta đang đắc ý vận đồ chân lực điểm xuống. Thì bỗng thấy mắt mình hoa lên. Cổ tay của mình đã nằm trong năm chiếc móc thép đau đến vã mồ hôi. Chân lực thất tán hết mỹ nhân tái mặt. Ngũ thiếu kỳ vẫn nằm im dưới đất dòng truyền âm nói với mỹ nhân: "Cô nương phiền một chút nhé, xe quay lại thì đưa ta lên xe vậy." Mỹ nhân tuyệt sắc ấy hờ một tiếng căm hận mà chẳng hiểu làm sao cả. Huyệt mạch nơi khuỷu tay đã bị khống chế, thì vô phương chống cự. Vì nếu chống lại, địch nhân chỉ cần bóp mạnh mấy ngón tay thôi thì coi như toàn bộ công lực bị phế bỏ cùng với một cánh tay tàn phế. Lúc này ở vào tình thế ấy thì chỉ có hai con đường một là theo sự điều khiển của địch nhân hai là chống lại để bị hủy bỏ vó công vào một cánh tay mỹ nhân nào chịu mất đi cánh tay ngã gục nên phải nghe theo lời ngũ thiếu kỳ đưa chẳng lên xe nghe mỹ nhân ấy mắng ngũ thiếu kỳ chỉ mỉm cười nói cô nương tại hạ chỉ làm phiền cô nương một chút thôi tình hình bắt buộc mà nếu cô nương không khinh tại hạ trả lời đáp ứng về ba câu hỏi thì tại hạ xin thả cô nương ra ngay vừa nói vừa khẽ bóp mạnh mấy ngón tay làm cho mỹ nhân nọ vã mồ hôi chắn căm phẫn nhìn ngũ thiếu kỳ mỹ nhân ấy nói trước khi trả lời các câu hỏi của người ta muốn làm rõ một việc đã... hãy nói đi ngũ thiếu kỳ đáp ứng ngay thiên lý mê hồn tán của bát cực công là thiên hạ vô song tại sao lại không hạ nổi ngươi mỹ nhân ấy hỏi ngũ thiếu kỳ hơi ngạc nhiên suy nghĩ một lúc nói kẻ ra thì không có gì lạ khi xe của cô ngưng lướt qua thầy hạ hít mùi hương bay ra thế hơi lạ niên liền bế ngay các huyệt đạo thất khiếu lại à vậy thì ta hiểu rồi và từ đó ngươi tương kế tự kế ngã xuống thật không ngờ ngũ đại hiệp mà cũng làm như thế để đối phó với nữ lưu bị mỹ nhân lọ nói như thế ngũ thiêu kỳ đỏ cả mặt cảm thấy hành động của mình không thật anh hùng chàng phải giải thích cô đương nói cũng phải ngũ mô đâu có dám cãi lại chẳng qua là tình thế bắt buộc nếu cô nương ở trong vị trí của tại hạ Chắc cô nương cũng làm vậy thôi Hay là có cách nào khác để bắt tại hạ về tra khảo Câu trả lời vào câu hỏi của Ngũ Thiếu Kỳ Làm cô nương tuyệt đẹp ấy bí không trả lời sao được nữa Đành hỏi Ngũ Thiếu Kỳ Hãy hỏi đi ngươi muốn cái gì Thứ nhất bắt cực tiên ông là gì của cô nương Gia phổ Thứ hai những ai ở trong ba cỗ xe kia cái ấy ta không biết không thể trả lời được. Thứ ba chủ trì kế hoạch bắt người này là ai? Là gia mẫu? Lệnh đường nào vị cao nhân nào? Cao danh quý tính ra sao? Tiểu diện Ngọc Quan Âm? Ngũ Thiếu Kỳ kinh ngạc vì Ngọc Diện Quan Âm ở đây chẳng có quan âm nào cả. Mà chỉ có Ngọc Diện Phi Cô nổi danh từ 50 năm trước vì độc ác giảo hoạt xảo trá. Mà thủ đoạn này cực kỳ hiểm độc. Mục đích bắt người của lệnh đường là gì chàng hỏi tiếp. Minh Nhân trả lời một cách thản nhiên, ngũ thiếu kỳ sửng sốt. Đã muốn làm bá chủ võ lâm thì trước hết phải khống chế bắt nhốt hết các cao thủ đương đại. Ngũ thiếu kỳ giật mình kinh hãi. Ai là cao thủ đương đại có phải là thiên ngoại thất ma, thiên môn thập nhị hông? Rồi thiếu lâm tử la hán đường bát tăng. Xe thứ ba đã chở tám vị cao tăng của thiếu lâm tử. Còn hai xe đầu là những ai, những nhân vật võ lâm cao thủ nào đây? Ngũ thiếu kỳ này hỏi sang chuyện khác. Ý định bá chủ vô lâm thiên hạ là của lệnh tôn hay lệnh đường Gia mẫu Thiếu nữ không ngần ngờ đáp ngay rồi nói tiếp Gia mẫu đã rời bắt cực cung đã 20 năm rồi Như vậy có nghĩa lệnh tôn và lệnh đường bất hòa đã 20 năm rồi Cũng vì gia mẫu quá cứng nhắc nên mới lập riêng môn họ Ôi thế thì cô nương gặp phải bất hạnh lớn quá Rồi chẳng an ủi Nhưng lệnh tôn vẫn không quên lệnh đường Phái mấy vị tướng đắc lực bảo hộ cho hai mẫu tử cô nương Đúng vậy, những năm gần đây có ba vị tướng thường xuyên có mặt ở đấy để ra mẫu sai khiến. Tuy bề ngoài nào vậy kỳ thực, Ngũ thư Kỳ hiểu ngay thiếu nữ muốn nói kỳ thực ngầm theo dõi mọi hành động của mẫu thân. Ngay lúc ấy mỹ nhân ấy nói tiếp, ba vị tướng ấy bị ngươi đánh lui, họ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, có thể đã trở về Thái Sơn và bẩm báo mọi việc cho gia phổ. Điều này thì ra mẫu đã không lỏng hết. Ngũ Thiêu Kỳ định hỏi nữa thì ai oan một tiếng cửa xe như bật ra, cỗ xe dừng lại. Mỹ Nhân sắc mặt chợt biến đổi trở nên chậm ngâm hơn, cau mải lại cắn môi suy nghĩ cuối cùng nói gọn loạn. Đến nơi rồi đây là hàn xá, chỉ còn chút thời gian nữa thì sẽ gặp ra mẫu. Ta nghĩ rằng nếu ngươi không thuận đứng dưới cờ của gia mẫu, thì ngay lúc này hãy sớm quyết đi, muốn thoát thì hãy thả ta ra rồi chạy ngay đi. Hồi thứ 63, bắt đầu thất tinh. Ngũ thiếu kỳ đang phân vân thì bánh xe lại lăn, cố xe chạy thẳng vào cổng. Ngũ thiếu kỳ vội buông mấy ngón tay đang cầm tay mỹ nhân nọ, nàng ta mỉm cười, dùng bàn tay kia so bóp chỗ bị nắm lúc nãy. Nàng nhìn ngũ thiếu kỳ nở một nụ cười tuyệt đẹp ngọt ngào tình cảm, làm cho tim chàng sao xuyến, nàng khen nói mà nước mắt rơi ra. Ngũ đại hiệp ngươi quả là một con người trung tín cảm ơn nhiều. Bỗng nhiên ngũ thiếu kỳ thấy trước mắt mình hoa lên một mùi hương thơm ngắt sọc vào mũi mình ngũ thiếu kỳ định bế thất khiếu nhưng không kịp nữa chỉ kịp nhìn thấy mỹ nhân ấn chiếc khăn lên mặt mình thì đã hôn mê ngã ra sàn xe rồi và đã một lần bị mắc kế lần này mỹ nhân đâu còn trần trừ phóng tay như chớp điểm liên tiếp mười hai đại huyệt trên người ngũ thiếu kỳ mỹ nhân đắc ý vô cùng cất tiếng cười ha hả mấy tiếng đưa tay kéo tấm rèm Họ đầu ra phía cửa sổ nhìn về phía người phụ nữ rất đẹp đang đứng trước thềm cung điện kêu lên hớn hở thân mẫu mà đôi mắt nàng lại rơi hai hàng lệ nóng khỏi mỹ nhân thụt đầu vào rút một chiếc khăn tay khắc lau nước mắt rồi đưa chiếc khăn ra ngoài cửa vẫy vẫy tòa phủ viện này tuy không thật to lớn nhưng uy nghi hùng tráng kiến trúc hoàn chỉnh như một phủ viện của một vị vương công hầu tước nào đó chỉ từ đại điện Kim Bích Huy Hoàng Nọ nhìn xuống cũng có thể thấy gió nơi này ngựa xe như nước tới lui. Khách cửa từng đoàn đi về như mây trôi nước chảy. Chiếc xe dừng lại trước mỹ nhân trung niên đó. Thiếu nữ đánh xe chắp tay kính lễ miệng nói. Lão phu nhân. Rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe với một động tác rất thuần thục. Thiếu nữ ấy kéo cửa xe ra. Mỹ nhân nọ mắt dâng dâng lệ bước xuống xe chạy lại thềm điện. gục đầu vào lòng thiếu phổ tuyệt sắc nọ cất tiếng khóc nước nở kêu lên. Thân mẫu hài nhi bị uy hiếp hả quả vậy thiếu nữ này từ xưa tới nay luôn luôn sống trong uy vũ của thân phụ một thế ngoại cao nhân và của thân mẫu một nữ kiệt giang hồ khiếp vía có ai dám động tới sợi tóc nặng đâu vậy mà hôm nay lại bị ngũ thiếu kỳ khống chế uyển mạch không tức sao được chính vì thế mà mỹ nhân nọ phải dùng khổ nhục kế để ngũ thiếu kỳ động lòng và rơi lệ lấy khăn lau nước mắt và chụp hương mê lên mặt ngũ thiếu kỳ Trung niên mỹ nhân thong thả buông mấy câu nhẹ nhàng hỏi. Hài Nhi có bắt được không? Thấy Thiên nữ uất đức gật đầu mỹ nhân trung niên nói. Hải Nhi bị hắn ức khiếp hả? Thế nàng ta lại gật đầu bà ta xa sẩm nét mặt quay lại sau nói. Bình Nhi đem người ấy nhốt vào hổ lao. Bình Nhi dạ một tiếng bước vào trong cửa xe kéo ngũ thiếu kỷ ra ngạc nhiên nói một mình. Đẹp như thế này làm mồi cho hổ thì tiếc thật. Nghe Bình Nhi nói thế trung niên mỹ nhân lạnh lùng gắt khẽ. Bình Nhi, Bình Nhi vừa nắm chặt một chân ngũ thiếu kỳ kéo ra cửa xe, rồi một tay nắm cổ áo ngũ thiếu kỳ xốc lên vai, vác ngũ thiếu kỳ đi về phía sau. Bỗng thiếu nữ trẻ đang úp mặt trong lòng mẫu thân quay phát ra quát lên một tiếng, Bình Nhi quay lại. Bình Nhi vác ngũ thiếu kỳ đến chỗ ngoặt, định đi tiếp thì nghe tiếng thiếu nữ gọi liền đứng lại ngoái cổ nhìn, không biết phải nghe lời ai nữa. Trung nhân mỹ nhân có vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn ngũ thiếu kỳ rồi lại nhìn ái nữ bỗng nở nụ cười nói. À, thân mẫu điên cả đầu lên đấy, sao? Sao lại chẳng sớm nói? Rồi quay lại nói với giọng lạnh lùng. Bình nhi sao còn đứng ngây ra đó mà không đem hắn đến cửu phẩm hiên? Thiếu phủ trung niên cất tiếng cười ha hả, dạo bước qua hoa viên đi vào hậu điện. Xuyên hậu đình qua hoa viên đến một hoa sảnh, ở đó có bốn hán tử khỏe mạnh mặc y phục xanh. Vừa thấy thiếu phụ trung niên tiến lại thì đều khom mình xuống chào. Người thiếu phụ đó chính là nữ ma đầu khét tiếng ngọc diện phi cô dương mộng kiểu. Vừa bước vào hoa sảnh vừa nói. Con mắt tiểu mai quả là tinh tường. Tiểu từ đó đích thực là tuấn tú khôi ngô. Ta phải tìm cách thu phục nó vừa được một trợ thủ lợi hại. Hả hả. Lại được một hiền tế như vậy cũng xứng đáng. Lúc này Bình Nhi đem Ngũ Thiếu Kỳ đặt vào lên chiếc giường lớn. Ngũ Thiếu Kỳ miệng vẫn nở nụ cười hai mắt nhắm tít. Trông bình thản ông dung như đang ngon giấc. Bà ta nhìn Ngũ Thiếu Kỳ gật đầu lẩm bẩm. Phi kiếm kim hoàn ngũ ngân côn. Ngũ đài thái phương thượng nhân. Y độc thánh thổ công tôn cận Trưởng môn bạch tố hoa điểm thương song kiếm. Thiếu lâm bát tăng. Ha, ha, ha. Nếu được thêm thiếu niên cỡ thế vô song đương đại cao thủ này nữa thì thử hỏi nghiệp bá có thành hay không lão quỷ ngươi đã không coi ta ra gì đã đẩy mẫu tử ta tới chỗ không nơi nương tựa quá khổ ải rồi nên chẳng phải tự nhiên do một mình ngươi độc bá nữa đâu đừng nghĩ ngươi là bắt cực tiên ông mà ép bức được ta sau khi nói xong dương mộng kiều hít một hơi chân khí đưa ra hai ngón tay miệng cười thâm hiểm đưa chỉ điểm xuống trước ngực chẳng thấy ngũ thiếu kỳ hơi động đậy tay chân Dương Mậu Kiều liền lấy trong mình ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu xanh lục lấp lánh. Nhìn vân thuốc mộ ta mỉm cười nói, mê hồn hoàn, mê hồn hoàn cả đời ta chỉ trông vào ngươi. Mê hồn hoàn là loại thuốc uống vào thì làm cho mình quên hết, kể cả, họ tên mình cũng không nhớ, hành động theo lệnh mà quên hết lý trí. Thử hỏi những ngũ thiếu kỳ mà uống phải thuốc này thì tác hại lớn đến chừng nào đang lúc dương mộng kiều định cho viên thuốc vào miệng ngũ thiếu kỳ thì có một bóng người lướt vào sát tới bên mình bà ta người ấy vội kêu lên thân mẫu một tiếng rồi ôm chặt cánh tay cầm hoàn thuốc của bà ta nói thân mẫu loại thuốc này quá độc hại nếu cho hắn uống rồi thì hắn đâu còn lý trí nữa lúc ấy hắn chỉ như một khúc gỗ bảo gì làm ấy đặt đâu ở đấy lẽ nào để cả đời hài nhi gắn bó với khúc gỗ đó dương mộng kiều gật đầu miệng nói phải một tiếng rồi thở dài thu tay trở lại bà ta hiểu ái nữ mình đã quá yêu ngũ thiếu kỳ rồi lẽ nào để ái nữ mình suốt đời phải sống với một khúc gỗ bà cất hoàn thuốc đi trầm ngâm một lúc hỏi vậy theo ý con thì ta phải làm thế nào đây đừng làm cho hắn ngu si mê muội mà dùng phụ thân hắn để uy hiếp hắn nghe nói hắn là một con người rất có hiếu với phụ thân do vậy ta khống chế được thân phụ hắn và số cao thủ trước đã Đến lúc ấy thì hắn còn không nghe lời thân mẫu hay sao? Được cứ thế mà làm. Thế rồi hai mẫu tử họ sai mang ngũ thiếu kỳ đến một trang viện khác trong cung. Nơi ấy được canh phòng cẩn mật. Các hắn tử áo đen mặt lạnh như tiền đi qua đi lại bọc kín năm gian buồng lớn như nào bảo vệ vật báu. Mẫu tử Dương Mộng Kiều tiến vào gian phòng đầu tiên cất tiếng cười đắc ý. Đảo mắt nhìn trên nền nhà hơn hai mươi người đang nằm la liệt đúng như lời Dương Mộng Kiều nói ở đấy đủ các cao thủ nam phổ lão ấu tăng đạo tục ni ai nấy đều đang nhắm mắt nằm đó như bị điểm huyệt đạo vậy Dương Mộng Kiều đưa mắt nhìn quanh rồi tiến tới chỗ ngũ ngân côn bà ta vỗ tay khe khẽ lập tức hai hán tử áo đen to lớn tiến vào bà ta ra hiệu cho hai hán tử ấy khiêng ngũ ngân côn đặt lên giường bà ta lại đi đến trước đại phương thượng nhân hai hán tử lại khiêng ông lên giường cứ thế tiếp đến điểm thương song kiếm mẫu tử bạch tố hoa phù nguyệt hoa tu hoa tiên tử lý vận hà vân vân đều được sắp xếp chu đáo ngánh ngắn sau đó hai hán tử đi ra ngoài dương mộng kiều hít mạnh một hơi chân khí hai chỉ phóng xuống như chớp bên ngọc trần huyệt tâm kinh huyệt lần lượt cho từng người trên giường qua một lượt thì mồ hôi ướt đấm chán bạ ngực thở hổn hển chứng tỏ tốn rất nhiều công lực tiểu mai nấy khăn ra lau mồ hôi chán cho thân mẫu nói nhỏ Dương Mộng Kiều mỉm cười lấy bình xứ ra, đổ các khoản thuốc phân cho nàng. Tiểu Mai cho mỗi người uống một viên mê hỗn hoạn. Sau khi hoàn thành công việc, Dương Mộng Kiều lau mồ hôi nói, Tốt lắm rồi, chúng ta xem lại ngũ thiếu kỳ thế nào rồi. Tiểu Mai vui mừng chạy trước thân mẫu đến cửu phẩm hiên. Hai mẫu tử họ vừa qua thì một bóng người xuất hiện. Người ấy thân pháp nhanh không thể tưởng. Chỉ thấy thấp thoáng là cả tám đại hán áo xanh đã té gục xuống đất không kêu được một tiếng chỉ thấy người ấy đưa mắt nhìn quanh rồi nhảy vọt vào hoa sảnh tiến tới chiếc giường lớn người ấy tiến tới trước mặt ngũ ngân côn thê thảm kêu khẽ thân phụ một tiếng người ấy chính là ngũ thiếu kỷ thì ra với công lực phi phạm của mình mặc dù bị tiểu mai điểm hàng chục quyệt nhưng công lực chưa đủ cao vì vậy từ từ nội lực chân nguyên trong người ngũ thiếu kỳ vận hành giải khai các quyệt bị khống chế ấy cũng vào lúc ấy dương mộng kiều vì muốn cho ngũ thiếu kỳ uống mê hoàn hoàn nên đã vung chỉ điểm lên tâm kinh nguyệt thế là toàn bộ các huyệt đạo được giải khai và vận hành thông tất cả ngay lúc ấy lại bị điểm huyệt ngọc trần nên chưa tỉnh ngay được nhưng chỉ có một huyệt bị khống chế nên toàn bộ kinh mạch tập trung công phá chỉ chốc nát huyệt ngọc trần cũng tự giải khai ngũ thiếu kỳ tỉnh dậy chàng nhìn quanh và thấy phía nam gian phòng này có nhiều lính canh nên nấp vào các bồn hoa tiến lại chờ cho hai mẫu tử dương mộng kiều đi ra chàng tiến vào gian phòng đầu đưa mắt nhìn chiếc giường lớn ngũ thiếu kỳ nhìn thấy ở đây toàn là những người thân yêu nhất của chàng ngũ thiếu kỳ đưa tay bắt mạch cho thân phụ và biết ngay ông đang bị một loại kịch độc và mọi người kia cũng đều có hiện tượng chúng một loại độc dược tuy chẳng không biết đó là độc dược gì nhưng tình trạng nhiễm độc của mọi người đều rất nguy kịch bỗng ngũ thiếu kỳ nhìn thấy y độc thánh thổ công tôn cẩn nằm đó chàng chợt lóe lên tia hy vọng vội chạy đến bên ông ta nhìn thật chăm chú kiểm tra các huyệt đạo và phát hiện ông ta bị một thủ pháp đặc biệt khống chế các huyệt đạo. Chàng nhớ lời dạy của sư phụ về thủ pháp của bát cực công, liền vận khí hành công tích tụ tuyệt thế thần công đem ra áp dụng giải huyệt cho công tôn cẩn và đạt được kết quả mỹ mãn. Công tôn cẩn liền tỉnh ngay lại, nhìn thấy ngũ thiếu kỳ ông kinh ngạc vô cùng kêu lên ngũ thiếu hiệp. Ngũ thiếu kỳ vui mừng chào ông qua loa rồi nói ngay xin công tôn tiền bối cứu số người này tỉnh lại gấp chủ nhân nơi này sắp trở lại rồi. Độc y thánh thủ ở một tiếng quay qua bắt mạch cho ngũ ngân côn, rồi tỏ ra hết sức khẩn trương. Ông cho ngũ ngân côn uống một viên đoạn hồn hoạn, rồi vỗ vào huyệt ngọc chậm một cái, cứ thế đến đại phương đại sư, rồi điểm thương xong kiếm, ai ai cũng uống một hoàn đoạn hồn đơn và vỗ một cái vào ngọc chậm huyệt. Còn ngũ thiếu kỳ thì giải huyệt cho thiếu lâm bắt tăng đến người thứ năm rồi ngay lúc ấy ở ngoài cửa có tiếng quát tháo rồi có khoảng mười bóng người kéo đến dẫn đầu là hai mẫu tử dương mộng kiều tiếp theo là bốn quái nhân kỳ hình dị tướng tay cầm quái trượng phát sáng tuổi đã hàng trăm mặc áo bào bốn màu đỏ vàng xanh tía sau cùng là tám hán tử áo xanh thần thái uy vũ khí lực sung mãn vừa nhìn thấy bốn quái nhân nọ ngũ thiếu kỳ giật mình nghĩ ngay tới lao sơn tứ hảo bốn trong thiên môn thập nhị hung và nếu như bốn nó quái này chúng phải độc của Ngọc Diện Phi Cô, thì cuộc chiến hôm nay sẽ vô cùng thảm khốc. Ngay lập tức Ngũ Thiếu Kỳ vận thiên cang chỉ nên mười đầu ngón tay bắn tới như điện, giải khai huyệt đạo cho ba vị cao tăng còn lại của Thiếu Lâm Tử. Rồi Ngũ Thiếu Kỳ đứng lên bước ra chặn bọn người kia lại, đưa tay lên chào Ngọc Diện Phi Cô nói, Dương tiền bối vẫn bối mạo muội làm kinh động xin tiền bối miễn thứ. Dương Mộng Kiều mặt lạnh như tiền, hờ một tiếng, phương tay quật về phía ngũ thiếu kỳ một trưởng sắc như dao mạnh như vũ bão ngũ thiếu kỳ không kịp xuất chiêu vội nhảy về sau hơn trưởng mẫu thân tiểu mai kêu lên một tiếng thẳng thốt nhảy tới cản dương mộng kiều lại không cho bà ta thừa thế tấn công tiếp à đầu việc đã đến thế này mà còn mơ tưởng gì nữa nói rồi liền quay lại phất tay nói xông lên đi còn chờ gì lao sơn tứ hảo như bốn con rối hét lên một tiếng rồi vung quái trượng đầu chim lấp lóe phát sáng lao vào y độc thánh thổ công tôn cận. còn tám vị khác thì vung quyền kịch chiến với tám vị cao tăng thiếu lâm tự năm đại tăng của thiếu lâm thì một vị đứng bảo vệ ba vị kia còn bốn vị khác thì vung quyền kịch chiến với tám tên áo xanh nọ ngay lúc ấy ngũ ngân côn bật lên vung kiếm xông tới chặn đứng hồng bào lão quái còn đại phương thượng nhân thì vung trưởng cản lão quái áo xanh hai thanh quái trượng của hoàng bào và tử bào lão quái múa vun vút lao vào điểm thương song kiếm và mẫu tử bạch tố hoa còn đang hành công nạp khí cho thể vận động thân thể được thấy tình thế nguy cấp ấy ngũ thiếu kỳ hét lên một tiếng sở thế kim ngưu phân thủy bay người tới một tay chụp quái trượng của lão quái vàng một tay gạt quái trượng của lão quái áo tím mặc dù bị độc của ngọc diện phi cô nhưng công lực của lao sơn tứ hảo không bị tiêu hao nhiều đánh với sức mạnh khủng khiếp còn ngũ thiếu kỳ đã xuất lực trị thương một mình chọi hai thật là nguy hiểm dương mộng kiều cười khẩy nói tiểu tử tự ngươi tìm đến cái chết nhé ngay lúc ấy chiêu thức của ngũ thiếu kỳ đột nhiên biến đổi bàn tay chụp xuống quái trận của quái nhân áo vàng bỗng biến thành trận tạt ngang qua làm cho nó quái tự nhiên thấy đầu ngọn quái trận như có một lực hút qua bên đập thẳng vào ngọn quái trận của lão giả áo tím còn lão giả áo tím thì bị trưởng phong của ngũ thiếu kỳ kì kìm chặt ngọn trượng lại trên không để chờ ngọn trượng của lão giả áo vàng. Cũng ngay lúc ấy, thân hình ngũ thiếu kỳ như một làn khói nhẹ nhàng lướt ra khỏi vùng trượng phong. Chát một tiếng hai thanh quái trượng va vào nhau tóe lửa. Cả hai nó quái đều hự lên một tiếng bắn ra sau một trượng. Cả hai nó quái như điên lên cùng hét to một tiếng múa quái trượng lao vào vun vút. Cùng một lúc Dương Mộng kéo đã xuất ngay song trượng đẩy vuốt tới ngũ thiếu kỳ hai nó quái đành bỏ đó tìm đối thủ khác đoạn hồn hoàn của y độc thánh thủ công tôn cẩn là một thứ độc dược khủng khiếp nhưng chất độc khác như mê hồn hoàn mà gặp phải thì lại bị nó tiêu diệt vì tính năng dĩ độc trị độc của nó lúc ấy đoạn hồn hoàn lại biến thành chất giải độc cực kỳ công hiệu độc dược càng mạnh thì hiệu quả càng lớn vì vậy gặp mê hồn hoàn là chất kịch độc thì công hiệu của đoạn hồn hoàn lớn vô cùng do đó những người nằm trên giường đã lần lượt ngồi dậy được đầu tiên là điểm thương song kiếm địa quyết kiếm triển khai ngay một chiêu ở điểm thương cổ kiếm pháp vùng kiếm chặn ngay từ y lão quái tu hoa tiên cơ cũng xỉa ngay một thế kiếm như ánh sao vào trái lão quái rồi cả hai cao nhân điểm thương vung kiếm kịch chiến với tử y lão quái lão quái hoàng bào vừa cất tiếng cười định xông vào trợ chiến thì cả hai mẫu tử bạch tố hoa đã vung gươm chặn lại lão quái áo vàng vội mua tiết quái trận kịch chiến với kiếm pháp hoa sơn của hai mẫu tử bạch tố hoa Hồi thứ 64, huyết chiến Bạch Sa Thành Ngũ Ngân Côn và Đại Phương Thượng Nhân công lực tương đương với hai não quái áo xanh và áo đỏ nọ nên cuộc chiến của họ hoàn toàn dùng tính nội lực thật là thảm khốc. Ngọc Diện Phi Cô đối với Ngũ Thiếu Kỳ tương đương, đồng cân đồng lặng trận đấu thật là thi hữu long trời lở đất. Độc Y Thánh Thủ công tôn cẩn nhân cơ hội đó chữa thương cho tất cả những người còn lại. Ngọc Diện Phi Cô Dương Mộng Kiều Thì ái nữ đứng ngoài cuộc chiến nhìn hai người đấu với nhau mà tỏ vẻ lo cho cả hai thì tức giận quát to lên. A à đầu sao chưa chịu động thủ, nghĩ gì mà ngẩn ra thế. Tiểu Mai đâu dám chần chừ múa xong trưởng lao vào tấn công y độc thánh thổ công tôn cận. Vừa mấy ông ta trị liệu xong cho trường hợp cuối cùng, thấy có kẻ địch tấn công liền vung trưởng đối địch chẳng kịp lo mổ hôi chắn Các tăng nhân thiếu lâm tự đánh với tám hán tử áo xanh kia đến mù mịt trời đất, toàn bộ gia nhân vệ sĩ cao thủ của trang viện gieo hò vang trời. Kẻ đao người kiếm sông vào định tiếp ứng cho chủ nhân chém giết quần hùng. Vừa may ní vận hà phù nguyệt hoa và tu hoa tiên tử vận hành công lực điều khí vừa xong. Liền đứng lên múa kiếm sông vào trận này. Họ chẳng khác gì mãnh hổ vùng vẫy giữa đàn dê chỉ chớp mắt đã nghe hàng loạt tiếng reo gào vang lên. Hàng chục hán tử thuộc hạ của Ngọc Diện Phi Cô đã phơi sắc tại chiến trường rồi. Lúc này còn bốn vị cao tăng tiêu lâm chưa tham chiến, trong đó có ba vị do ngũ thiếu kỳ phóng chỉ gõ mạch cứu tỉnh sau cùng vì quá vội đối phó với kẻ địch nên ngũ thiếu kỳ chưa giúp họ đẩy hết chất độc ra nên ai nấy còn yếu chân lực tập trung rất chậm chưa chiến đấu được còn vị kia thì lo bảo vệ cho ba đồng môn vận công chữa thương lo chống cự lại sự tấn công của tám người kia được một lúc thấy thủ hạ trang viện lao vào quá nhiều cả ba vị cao tăng đều đứng lên tuy không đủ sức để vận hành toàn bộ lợi lực đánh nhau với cao thủ Chứ còn loại này họ đủ sức đương đầu Cả bốn vị cao tăng này đều sử dụng bách bộ thần quyền Chặn đứng lũ người điên cuồng ấy lại Nhưng chỉ được chốc lát hai người kiệt sức ngã xuống bị chém băm tới bảy Vị cao tăng kia đã chữa thương xong liền vọt lên Một mặt bảo vệ đồng môn còn lại Một mặt tung song quyền khủng khiếp vào hai hán tử hung hăng nhất Đang tấn công tới miệng niệm Phật hiệu Lúc này ngũ thiếu kỳ đang kịch chiến ở ngoài Nhìn thấy thế thì rất đau lòng chàng sống đến hôm nay là nhờ trưởng môn Thiếu lâm cứu chàng khỏi tay kim ma tại võ đương sơn rồi lại chân truyền bách bộ thần quyền cho chàng nữa ơn nghĩa cứu mạng của Thiếu lâm đối với ngũ thiếu kỳ cao hơn núi nghe hai tiếng kêu thảm thiết của hai vị đại sư thiếu lâm lại nghe tiếng niệm phật hiệu ngũ thiếu kỳ hét lên một tiếng vung song chưởng đẩy giặt dương mộng kiểu ra rồi vọt lên đạp đầu lũ người ấy nhảy vào trong buồng Ngũ Thiêu Kỳ nhìn thấy thi thể của hai vị đại sư kia không còn toàn vẹn. Lại thấy hai người đang chiến đấu sắp rơi vào tử địa bởi quyền trưởng kiếm đao của hơn 17 hán tử nọ. Thì hét lên một tiếng như sấm nổ giữa trời xuân. Một trưởng đẩy tới một trưởng chém xéo vào. Lập tức tiếng kêu lên đau đớn. Hàng chục nỗi đau bay lên trời. Vũ Thiêu Kỳ nhảy tới sau lưng vị cao tăng còn chưa chữa trị xong đưa tay vỗ vào lưng ông ta ba cái. Lập tức vị cao tăng lão đảo như muốn té xuống miệng trào ra mấy ngụm nước dãi màu tím bầm đại sư đứng vững lại hít một hơi chân khí đưa hai tay lên vận công thì thấy công lực và võ công phục hồi được bảy tám phần rồi ngũ thiếu kỳ hai mắt rớm nẻ nói với hai vị cao tăng ấy xin hai vị đại sư hãy bảo trọng hai vị cao tăng nọ nhìn ngũ thiếu kỳ ý cảm tạ rồi đưa mắt vĩnh biệt hai đồng môn miệng niệm phật hiệu bước ra khỏi phòng tham gia vào thế trận của bốn đồng môn kia Ngũ Thiếu Kỳ nhảy ra ngoài thì thấy Nhất Trần Đại Sư đang huy động Đại Thừa Trưởng Pháp đối với Ngọc Diện Phi Cô. Thằng nào mộ ta không đuổi theo Ngũ Thiếu Kỳ vào trong phòng khi nãy. Ngũ Thiếu Kỳ nhìn thấy mẫu tử Bạch Tố Hoa có vẻ yếu thế hơn não quái áo vàng thì liền nghĩ. Cục diện trận chiến hôm nay không thể nghĩ tới chữ thiện được. Nếu không sớm trừ lũ trợ thủ của Dương Mộng Kiều thì quân hùng sẽ gặp bất hạnh. Nghĩ vậy nên Ngũ Thiếu Kỳ gọi toa xin báo mẫu và Hoa Thư Thư hãy nhượng sang bên vừa rút lời ngũ thiếu kỳ đã lao vào lão quái áo vàng nọ lão quái áo vàng lúc nãy đã khiếp vía vì chiêu trưởng của ngũ thiếu kỳ lúc này vừa nghe tiếng quát báo hiệu của chàng thì giật mình ngẩn người ra lão chỉ kịp thấy kiếm mạnh của mẫu tử bạch tố hoa vừa tắt thì trưởng phong của ngũ thiếu kỳ đã tới nơi ngũ thiếu kỳ vận mời thành công lực lên song trưởng giáng xuống quái trưởng hữu trưởng đánh xuyên qua quái trưởng ảnh khí dáng thẳng xuống giữa ngực lão quái hoàng y nó quái hự lên một tiếng hồ khẩu tét ra tóe máu lão bật lùi ra sau tám bước ngồi phịch xuống đất mồm phun ra ba ngụm máu té lăn ra sau hai chân dãy dãy chết ngay bạch tố hoa vui mừng kêu lên kỳ đệ ngay lúc ấy bỗng nghe ngũ ngân côn hự lên một tiếng bật lùi lại ba bước thanh kiếm vàng trong tay run run đưa đôi mắt thất thần nhìn hồng bào lão nhân bật ra sau năm sáu bước chống chợ đứng đấy mặt tái xám điều đó chứng tỏ cả hai đã vào thế lưỡng bại câu thương thương thế khá nặng lão quái áo đỏ lảo đảo bước tới hợ một tiếng rồi từ từ đưa quái trọng lên nhằm thẳng đầu ngũ ngân côn giáng xuống ngũ ngân côn cũng vội chừng đôi mắt đưa lưỡi kim kiếm xéo lên đỉnh phóng tới xuất chiêu nhưng có vẻ như não nhân đã quá kiệt sức thanh kiếm mới tới ngang vai thì bàn tay não nhân đã hết sức mấy ngón tay buông ra thanh kiếm rơi xuống kêu rẻng một tiếng lão quái cười khởi một tiếng từ từ dáng ngọn quái trọng xuống đầu ngũ ngân côn ngũ thiếu kỳ nhìn thấy thân phụ mình lâm nguy liền hét lên một tiếng không được giết hại thân phụ ta rồi thân hình như một làn khói bắn tới Nam ma đầu nọ hữu trưởng gạt quái trượng tả trưởng chụp xuống vai Nam ma nhanh như chớp hồng bà lão quái kêu rú lên một tiếng bật lui về sau té gục xuống bả vai trái dập nát vành ngực cũng vỡ tan ngũ ngân côn cũng lảo đảo té xuống ngũ thiếu kỳ vọt tới đỡ thân hình phụ thân mình vung chỉ điểm lên các đại huyệt rồi giao lại cho mẫu tử bạch tô hoa chăm sóc đưa mắt quan sát cục diện trận đấu ngũ thiếu kỳ thứ nhất trần đại sư đang bị dương mộng kiều hãm vào thế bí còn điểm thương xong kiếm thì bị quái trưởng lão quái áo tím bức lùi liên tục chỉ lo thủ thế né tránh là chính ngũ thiếu kỳ hét lên một tiếng lao vào lão quái áo tím nói to lên xin hai vị tiền bối hay tránh ra điểm thương xong kiếm đang bị lâm nguy mồ hôi vã ra như tắm nghe ngũ thiếu kỳ nói thế vội nhảy qua bên bồng kiếm điều tức lão mão tím vừa kịp nghe tiếng báo hiệu của ngũ thiếu kỳ thì chiêu thiên cang trưởng của chàng đã ập tới lão ta giống lên một tiếng thân hình bắn ra xa hơn ba trượng miệng phun ra một vòi máu chết ngay ngũ thiếu kỳ chưa kịp quay sang diệt nó não nhân áo xanh thì ngay sau lưng chàng đã nghe tiếng hợ lên của nhất trần đại sư ngũ thiếu kỳ quay lại thì thấy nhất trần đại sư lùi lại bảy bước còn dương mộng kiều thì lùi lại ba bước mới đứng vững rồi mụ ta hét lên một tiếng lanh lảnh phất tay áo tung ra một trưởng vào lão thiền sư với thế mạnh như vũ bão. Vũ Thiếu Kỳ biết nhất trận đại sư không đủ khả năng đối phó lại trưởng này. liền hét lên một tiếng nhảy ngay ra trước mặt lão thiền sư tiếp trưởng của Dương Mộng Kiểu. Dầm một tiếng mỗi người lùi lại phía sau hơn ba bước. Bạch Phu Nhân bước lại phía nhất trần đại sư lo lắng hỏi đại sư thương thế thế nào. Nói xong bà đỡ ông lùi lại phía sau để điều tức trận đấu giữa ngũ thiếu kỳ và dương mộng kiều diễn ra trong vòng ác liệt trong lúc đó thì hàng trăm hán tử lại lao đến bao vây mẫu tử bạch tô hoa và nhất trần đại sư cùng ngũ ngân côn đang chữa thương ngũ thiếu kỳ thấy tình hình nguy cấp cho thân phụ mình và những người thân yêu nếu chậm chế thì hậu quả khó mà nương nổi ngũ thiếu kỳ quyết định sử dụng vũ khí thành danh của ngân phát bà bà đã truyền thụ cho chẳng ngũ thiếu kỳ lấy ra hai ba chục viên liệt hỏa đạn rồi vung tay ném về phía đám hán tử áo đen đang xông vào bạch tố hoa bộp bộp mấy tiếng nổ những viên đạn lân tinh bắn vào người bọn chúng không có một viên nào trượt ra ngoài cả bọn hán tử áo đen kêu lên thảm thiết mỗi tên thành một bó đuốc vàng chạy tán loạn khóc lóc vang trời mạnh ai nấy cướp đường mà tháo thân vũ thiếu kỷ kêu lên tất cả hãy bình tĩnh nghe đây nếu các ngươi không lùi bước dừng tay thì ngũ mỗ sẽ biến tất cả thành bó đuốc hết Mấy mươi hán tử xông lên phía nhất trần đại sư và bạch phu nhân Thấy liệt hỏa và lời cảnh cáo của ngũ thiếu kỳ Thì vội cắm cổ chạy tứ tán hết Lúc này tại trường đấu lão quái áo tím Bị đại phương thượng nhân đánh cho nghiêng ngả Mồ hôi vã như tắm không làm sao phản nổi một đoạn Còn sáu cao tăng thiếu lâm thì ép bọn hán tử áo xanh vào tử địa Ngọc diện phi cô lúc này nhìn thấy chỉ còn có hai mẫu tử mụ tan ở chưa bị lâm vào thế hiểm Dương mộng kiều điên cuồng gào lên tiểu tử ta sẽ liều mạng với ngươi vừa dứt lời thì mụ ta nao bổ vào ngũ thiếu kỳ một cách không kể sống chết nhưng chẳng nghĩ mụ ta là phu nhân của bát cực tiên ông nếu mà ra tay độc thổ thì bát cực tiên ông sẽ tắm máu giang hổ do đó chẳng chỉ đấu để áp đảo mà không dám ra đòn sát thổ đến lúc này ngoài hai cặp đấu thủ ngũ thiếu kỳ dương mộng kiều và công tôn cẩn với dương tiểu mai còn lại đã dừng tay khắp cả sân trang viện và trong các gian tiền sảnh đầy xác chết máu thịt bốc mùi lậm rộng, quang cảnh vô cùng khủng khiếp ghê giận. Lúc này tại trường đấu, phía lực lượng của Dương Mộng Kiều chỉ còn có hai mẫu tử và những xác chết, bọn hắn tử còn lại đều chạy trốn cả. Phía ngũ thiếu kỳ ngoài một số bị thương đang điều tức, thi thể hai cao tăng thiếu lâm được thu gọn lại rồi, quần hùng đang lo lắng theo dõi trận đấu căng thẳng giữa ngũ thiếu kỳ và Dương Mộng Kiều mà không khỏi lo cho chàng vì mụ đại ma đầu đang đánh như điên cuồng bất kể sống chết đại phương thượng nhân truyền âm nói với ngũ thiếu kỷ ngũ thiếu hiệp võ lâm đang lâm vào đại loạn dù thiếu hiệp có muốn tránh cũng không được lão quái bắt cực tiên ông trước sau gì cũng giải thái sơn nếu thế này chỉ giúp cho lão ta có thêm trợ thủ trong tương lai mà thôi vì thế hãy nhân cơ hội này mà giải quyết mộ ta cho xong đi mộ ác ma ngọc diện phi cô này tội ác đẩy mình mộ ta không hề biết thối cải đâu hãy mau mau giúp mộ ta thoát khỏi bể khổ nạn đi dẫu đang nghe như thế nhưng ngũ thiếu kỳ cũng không nỡ ra tay tàn sát vẫn cố gắng giữ gìn cho tương lai võ lâm đỡ đầu rơi máu chảy nhưng dương mộng kiều càng lúc càng điên cuồng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngũ thiếu kỳ cho hạ giận mộ ta cứ lao vào tấn công mà không phòng thủ quyết diệt cho được ngũ thiếu kỳ bằng luồng trọng lực phát ra từ hai ống tay áo ấy bỗng nhiên mộ ta cố ý để lộ thân trên lao về phía trước Vùng hai ống tay áo để lộ ra mười ngón tay đột ngột chụp vào hạ phần thân thể của ngũ hiếu kỳ cả tấm lưng để lộ ra mà không thèm bảo vệ nếu lúc ấy ngũ thiếu kỳ vung trưởng để đánh hoặc vung trưởng để điểm thì muốn đâu chúng đó chỉ một chiêu là hạ gục mộ ta ngay nhưng ngũ thiếu kỳ vẫn tâm niệm nhân hậu chỉ no bảo vệ mình mà thôi xong trưởng phất ra che thân chân đạp thất tinh dùng quyết chỉ huyễn thân hình bay trái đảo phải ngay lúc ấy dương mộng kiều hiểu ngay ý niệm của ngũ thiếu kỳ Mộ ta mong muốn ngũ thiếu kỳ hành động theo cách ấy Nên ngay lúc thân hình của ngũ thiếu kỳ lắc trái lắc phải Mộ ta liền trộm tới Hai tay áo phất nên bán ra bảy viên màu hồng Phân ra bảy phương vị kích tới thân thể của chàng Bộp cả bảy viên phấn hồng đó đều trúng lên thân người của ngũ thiếu kỳ Vỡ ra thành bảy cụm khói đỏ bao bọc toàn thân ngũ thiếu kỳ trong màn khói dày đặc đó Ngũ thiếu kỳ té lăn ra đất tức thì, Ác phộ ba tiếng quát nanh nảnh cất lên ba đạo hồng sắc cầu vồng bay vọt tới sau lưng dương mộng kiều sạt 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 vai vào lưng của dương mộng kiều trúng đổ ba đường kiếm đó là ba đường kiếm của tu hoa tiên tử phù nguyệt hoa và lý vận hạ dương mộng kiều phất tay cả ba thanh kiếm đều rơi xuống đất Một ta đứng thẳng không hề lưu ý đến máu chảy thành vòi trên vai và lưng mình khuôn mặt như quỷ giữ lạnh lùng hỏi có phải các ngươi không muốn sống nữa không rồi chân chân nhìn vào ba thiếu nữ nọ một cách khủng khiếp lý vận hà căm phận quá quát lên áp phổ đưa thuốc giải ra thì ta tha cho mạng chó của ngươi dương mộng kiều cười khẩy mấy tiếng nói thuốc giải ư hả hả các ngươi có đồng ý dùng mạng của các ngươi đổi lấy thuốc giải không ba thiếu nữ ấy vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu người mình yêu tuy vậy lời nói của mộ ta thật khó mà hiểu nổi cả ba đều ngạc nhiên rồi ưỡn ngực bước tới một bước đồng thanh hỏi ngươi ra điều kiện gì ba ngươi hãy nộp đầu các ngươi thì sẽ có thuốc giải tức thì đại phương thượng nhân phẫn nộ bước tới chỉ vào mặt dương mộng kiểu nói nghiệp chứ ngươi sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngoan cố trên đời này nếu như có kẻ không chịu cải biến thì đó là ngươi bể khổ vô biên hãy quay đầu vào bờ đi Dương Mộng Kiều vẫn lạnh lùng hờ lên một tiếng. Bạch Tố Hoa giao ngũ ngân côn cho tận Hồng chăm sóc. Rồi kêu lên một tiếng chạy vọt một cái về phía ngũ thiếu kỷ đang nằm. Cặp đối thủ kia nhìn thấy cảnh tượng này thì tự động dừng tay chạy lại. Dương Tiểu Mai vội chạy về phía thân mẫu mình kêu lên. Rồi lấy khăn tay thấm máu trên vai trên lưng Dương Mộng Kiều nói khẽ. Thân mẫu công nghiệp của chúng ta tan nát rồi. trước gì một gói thuốc giải giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt. Con từ trước đến nay chưa gặp được thân phổ lá rộng về cội đi thôi. Chúng ta phải về Thái Sơn thôi. Dương Mộng Kiều có vẻ thay đổi. Mộ ta đưa mắt nhìn lên trời cao cất tiếng than dài. Trông như già hẳn đi cả vài chục tuổi. trầm giọng nói. Được rồi con chưa được gặp thân phổ. Thân mẫu sẽ đưa con đi gặp thân phổ ngươi. Nói rồi bà ta lấy trong người ra một chiếc lọ sứ ném tới. Đại phương thượng nhân đưa tay đón lấy. Ba thiếu nữ nó lách sang bên. Dương Tiểu Mai dìu thân mẫu mình cất bước ra khỏi viện. Chỉ một lúc là hình bóng của hai mẫu tử họ biến mất sau góc tượng. Quản Hùng ngạc nhiên đứng lặng người nhìn hai mẫu tử họ ra đi. Rất lâu sau như tỉnh lại, đại phương thượng nhân đưa lọ thuốc cho y độc thánh thổ nói. Việc này phải có công tôn thánh thổ mới xong. Công tôn cẩn mở lọ thuốc đưa lên mỗi người đến hai lần rồi ném đi nói. Đúng là yêu phổ chúng ta mắc kế mộ ta rồi, đây là thuốc giả. Mọi người kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, Đại phương thượng nhân hắn một tiếng nghiệp trướng, rồi lao đi ngay. Mẫu tử tu hoa tiên tử, cùng nguyệt hoa lý vận hà cùng chạy theo sau. Vì không có thuốc giải thì coi như ngũ thiếu kỳ không còn cơ hội cứu sống nữa. Mặt ngũ thiếu kỳ vẫn không biến sắc, chàng hôn mê mãi như đã ngủ say vậy. Toàn bộ thân thể cũng không có gì thay đổi cả, lạ quá. Công tuân cẩn cho thấy hiện tượng lạ thế này bao giờ, vậy thì chàng chúng độc gì? Nhưng có điều rất lạ là trong ngũ thiếu kỳ như là kẻ ngủ say chứ không phải chúng độc. Vậy thì tại sao lại hôn mê? Độc dược kỳ bí gì mà không có tác động lên kinh mạch lục phủ ngũ tạng? Đó chính là điều mà công tôn cẩn đắn đo chưa dám quyết. Và lại đại phương hòa thượng vẫn chưa quay về biết đâu ông ta đã lấy được thuốc giải. Nhưng kìa đại phương thượng nhân đã quay về rồi và ông ta lắc đầu thất vọng và mọi cặp mắt lại đổ dồn vào công tôn cẩn các thiếu nữ khóc tấm tức nhạn ngạo. Công tôn quẩn đưa tay cầm lấy cổ tay ngũ thiếu kỳ xem mạch lắc đầu nói. Kỳ quái trong mạch đều thông lục thần điều hòa chỉ không biết tại sao ngũ thiếu hiệp lại không có cảm giác. Thấy các cô gái như muốn bái này cầu xin mình giúp ngũ thiếu kỳ lại lắc đầu nói. Không phải lão hủ không cố nhưng cứu ngũ thiếu hiệp không phải là việc dễ. Chỉ sợ độc dược làm thương phế thần kinh thì lão hủ bó tay. Vì đoạn hồn đơn tác dụng lấy độc trị độc nhưng đàn đọc hữu huỳnh nên lục phủ ngũ tạng đằng này đọc lại hít bằng hơi vào hệ thần kinh thì làm sao có thể tìm được nghe vậy bốn con gái lại càng khóc to hơn đại phương thượng nhân bực mình gắt nói vậy là bó tay vô vọng à thánh thủ cái gì lạ thế có thì có đấy nhưng phải tốn nhiều công lực lắm thứ nhất là phải lên thái sơn gặp ngọc diện phi cô xin thuốc giải thứ hai là thứ hai là gì mọi người nhao nhao hỏi Thứ hai là phải tìm cho ra tuyệt thế kỳ dược bảo vệ thiếu hiệp trong mấy tháng để nó phu nghiên cứu độc dược của yêu phụ đó mà chế thuốc giải. Mọi người ồ lên rồi chẳng có gì sáng sủa, nhưng anh ấy đều hy vọng còn nước còn tắt. Họ phân công nhau thực hiện cả hai biện pháp. Đại phương thượng nhân điểm thương song kiếm, mẫu tử Bạch Phu Nhân và bốn vị cao tăng lập tức đuổi theo mẫu tử Dương Mộng Kiều đến Thái Sơn xin thuốc giải. Hai cao tăng kia thì đưa thi thể đồng môn về thiếu lâm tử, Lý Vận Hà đi Hà Lạc tìm trường Bạch Lão Nhân xin thiết cốt tán, còn Phù Nguyệt Hoa và Tu Hoa Tiên Tử ở lại Bạch Sa Thành chăm sóc phụ thân Ngũ Thiếu Kỳ. Công Tôn Cẩn cho Ngũ Thiếu Kỳ uống mấy viên thuốc bảo mệnh hộ khí. Qua một ngày, Công Tôn Cẩn cũng cho tìm ra độc độc dược mà Ngũ Thiếu Kỳ vẫn ngủ ngon lành. Nhắc lại ngân phát bà bà sau khi tử giã Ngũ Thiếu Kỳ ở cổ miếu, bà ta liền đi tìm Tông Tích Kim Ma, nhưng đang đi thì thấy mấy người đi hoa sơn với vẻ kỳ lạ hấp tấp khiến bà ta sinh nghi bà tìm cách khỏi lại nguyên do thì cả kinh khi biết thân mẫu trưởng môn và ba vị cô nương mất tích đêm hôm trước trên đường bà thấy ba chiếc xe xong má ấy và cảm thấy nghi vấn nên quay lại tìm tung tích mấy chiếc xe ấy và nơi nó đến chưa biết bạch sa thành thì bà gặp một hán tử thuộc hạ của ngọc diện phi cô tháo chảy bà bắt một tên tra hỏi thì hắn nói cho biết hết mọi việc bà vội lao đến đây và gặp ngũ thiếu kỳ đã bị trúng độc Ngân phát bà bà đi liên tục ba ngày ba đêm thì đến cửa ải Ngọc Thắng, nơi giáp Sơn Đông và Hà Nam. Đang lúc ban ngày, bà qua ải quan và đi tới một đỉnh núi cao gió thổi vi vô. Ngân phát bà bà chuẩn bị vượt núi thì bỗng từ trong cánh rừng tùng phong ở bên cạnh phi thân ra hai bóng phụ nữ. Đó là hai người thiếu phụ trung niên. Hồi thứ 65, Kim Ngân song phi. Hai thiếu phụ đó đều mặc áo đỏ lụa đỏ, trong tay lăm lăm thanh kiếm, lưỡi kiếm còn dính máu như vừa giết người xong. Hai người ấy đắp xuống phía trước mặt ngân phát bà bà có ý cản đường. Bà bà hừ một tiếng rồi cứ bước tiến tới nhìn họ. Hai người ấy nhìn vào nào biết ngay hai tỷ mợi chừng ba lăm ba sáu. Cứ nhìn diện mạo dung nhan hiện nay của họ. Thì khi họ còn tuổi đôi mươi, họ là những thiếu nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Người lớn tuổi hơn đưa kiếm chỉ ngân phát bà bà hỏi. Lão bà đi đâu đấy? Nó bà bà lạnh lùng hừ một tiếng nói gia nhân sao đối với người lớn tuổi mà chẳng lễ phép như vậy đừng có mà tự xưng này nọ nếu không biết thế thì tỉ muội ta sẽ siêu độ cho ngươi rồi quả là giọng lưỡi ngang ngược khinh người bảy mươi năm trước lúc thành danh rồi mà bản thân bà bà cũng chẳng có thái độ ấy nên nghe vậy bà tức giận hừ một tiếng nói nha đầu kia cứ thắng được xong trưởng của ta rồi hãy nói ai siêu độ ai nói xong bà phóng về phía hai người kia hai đạo chỉ phong một trong hai người ấy vội kêu lên, U Minh chỉ rồi chỉ kiếm vào lão bà bà hỏi, ngươi là U Minh quỷ ba, a à, đầu sau này ăn nói vô lễ như vậy, trước kia trên võ lâm ai cũng phải kính nể ta mà gọi là U Minh tiên tử, còn bây giờ thì ai cũng gọi ta là Ngân Phát bà bà rõ chưa? cái gì mà tiên tử, ai muốn gọi thì kệ họ, còn chúng ta thì không gọi. Ngân Phát bà bà tức muốn giận cả tóc lên bật cười từ từ bước tới. Hãy nói rõ danh hiệu của các ngươi đi. Hai người ấy thấy vậy thì vội vàng đề phòng hoành kiếm chuẩn bị ra thế hộ thân cười khẩy trả lời. Lão bà bà ngươi đã nghe tiếng thái bát cực cung chưa? Các ngươi là cái gì của lão khùng bát cực? Tỷ muội ta là Kim Phi và Ngân Phi. Ngân phát bà bà ngạc nhiên vì Kim Phi Ngân Phi mà thiên hạ gần đây đã đồn đãi rằng thiên hạ có nhất ma bát cực có song phi. Điều đó chứng tỏ họ không giới thất ma thiên hạ còn nói rằng chính vì yêu hai ái phi này mà bắt cực tiên ông đã phản bội lại ngọc diện phi cô dương mộng kiều điều đó hai ái phi này được ông ta quá yêu chiều cũng vì danh vọng trong võ lâm mà được bắt cực tiên ông chiều chuộng mà họ chẳng coi ngân phát bà bà ra gì cả ngân phát bà bà không coi họ vào đâu nhưng vì sao họ ra chặn đường bà vì sao lại ngang ngực như vậy có phải vì tiếp ứng cho dương mộng kiều mà họ xuất hiện ở đây không ngay lúc ấy Kim Ngân Song Phi đã hử lên hai tiếng lạnh lẽo ra tay ngay. Kim Phi đưa kiếm đẩy tới kiếm quang xoáng lóe kiếm khí lạnh người cười khẩy nói. Lão bà bà ra tay đi đường xuống suối vàng lạnh lẽo ngươi nên xuống sớm đi kẹo muộn. Ngân Phi búng lưỡi kiếm rồi vung tay múa tít lên một đóa hoa bạc cười nói. Chết sớm chết muộn gì cũng đều chết theo ta cái gì trước cũng có phần vinh dự hơn một chút đấy. Ngân phát bà bà giận sôi lên tự nhủ trong lòng lũ tặc cái chúng bay tự tìm lấy cái chết chớ trách lão thân ta siêu độ các ngươi bằng liệt hỏa đạn nhé vừa nghĩ vừa cho tay vào túi tuy vậy ngoài mặt bà vẫn cố tươi cười nói hai cô nương có lòng tốt ta xin ghi nhận đằng nào cũng chết ta đã sống hơn tám mươi năm rồi chết bây giờ chắc đã muộn kim phi nói cổng ngân phi muội muội bà ta nói vậy thì cũng đừng khách ký nữa vì sao hai cô nương lại cản đường ta theo ta thì giữa chúng ta không thủ không oán mạ lão đương gia của chúng ta nhận được tin của các tướng quân từ ngàn dặm gửi về báo là biệt phủ ở bạch sa thành gặp đại nạn nên đương gia đã liệu đại tỷ của chúng ta sẽ quay về đây nên cho hai tỷ mọi ta đón sẵn tiếp ứng đã đón được chưa đón thì đón được rồi nhưng chỉ tiếc là đã chết rồi ngân phát bà bà thấy rúng động trong lòng và biết ngay máu còn dính trên kiếm kia chính là máu của dương mộng kiểu bà ta nghĩ đúng như lời người xưa nói không gì độc bằng phụ nữ quả đúng như vậy Bà bà cũng là phụ nữ nhưng bà không thể chấp nhận việc này được Nên ngầm quyết định sẽ loại trừ hai ác phụ này khỏi thế gian Bà bà có tên trong 12 hung thần Nhưng bà chỉ hung trong thủ đoạn giết người Và những kẻ bà giết đều là ma đầu ác quỷ Lúc này nghe tin Dương Mộng Kiều đã bị giết Thì bà thấy việc truy tìm mụ ta coi như đã xong Bà từ từ nói Cảm ơn nhị vị cô nương đã quan trọng mà chọn làm oan quỷ Vừa nói bà vừa vung tay ném vút ra Mỗi tay mười viên liệt hỏa đạn và tính toán kỹ chỉ cần ra tay là xong phi này phải chết ngay. Ngay lúc ấy từ phía sau cánh rừng một bóng áo xanh bay vọt ra với một tiếng hét vang chảy và bắn ra hai đạo ngân quang lấp lánh người ấy hét nên lui ra một tiếng thì Kim Phi và Ngân Phi giật mình múa tít bảo kiếm che thân nhảy vọt ra sau ba trượng. Nhưng đã muộn mặc dù đa số liệt hỏa đạn của Ngân phát bả bả bị vật gì đó của người áo xám đánh bạt ra nhưng còn hai ba viên vẫn vô ảnh vô hình bay tiếp đến phía song phi. Bộp bộp mấy tiếng, hai ba ánh nửa xanh lục lóe lên. Kim Phi và Ngân Phi kêu hét lên thảm thiết. Trước mắt chúng đã bay lên mấy làn khói xanh. Người áo xám đáp xuống trước mặt Ngân Phát bà bà nghiến răng nói. Hôm nay dung nhan của hai phi của ta đã bị ngươi phá hủy hoàn toàn. Vậy ngươi tự sở hay đợi ta ra tay? Ngân Phát bà bà biết ngay người này là ai rồi. Ngay lúc đó lại nghe tiếng của Kim Phi cất lên lão đường già không thể tha cho yêu bà ấy được mụ ấy còn giết cả đại thư rồi người mới đến mặt dài râu bạc mắt chim ưng mảy rậm trên đầu buộc tóc lưng mang trưởng kiếm tuổi trần trên bảy mươi trong lão đạo nhân này rất uy nghi hiên ngang ngay lúc ấy từ sau lưng bắt cực tiên ông nhảy ra năm bóng người đó chính là năm đại tướng mà ba người thứ nhất thứ nhì thứ ba đã xuất hiện tại ngoại thành bạch sa rồi Bắt cực tiên ông và cam phẫn bà bà hủy giật bộ mặt của song phi lại nghe nói bà bà đã giết dương mộng kiểu nên lại càng căm hận đến nhất thời đưa tay cho đỗ kim hắn liền khốm núm đưa lại cho lão một cây quái trưởng bắt cực tiên ông tay cầm quái trưởng nói với đỗ kim cho hai người hộ tống hai vị nương nương về công chức cho một người đi thu dọn thi thể dương nương nương để hai người lại đợi ta nói xong lão nhân múa một đường quái trưởng nghe gió rít lạnh người nói lão bà bà hãy báo danh đi để chờ chết ngân phát bà bà thở dài một tiếng thản nhiên cười nói đến ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra nổi à câu nói đó đã chỉ ra danh phận của lão bà bà còn cao hơn bát cực tiên ông nhiều vì khi ông ta mới ra đời thì bà bà đã thành danh lâu rồi câu hỏi ấy làm cho ông ta ngạc nhiên rồi lắc đầu đáp lão phụ ít khi xuất hiện ra hổ xa cách các hoạt động của võ lâm vậy ngươi hãy tự thông danh tính vậy lão bà bà liền đáp lão thân là u minh tiên bà quỷ ba bắt cực tiên ông cảm thấy rùng mình hai mắt tròng trọc nhìn bà ta bật lùi lại hai bước rồi mãi lâu sau ông ta đưa tay phẩy ra sau nói đi ông ta hùng hổ đến muốn ăn tươi nuốt sống bà bà vậy mà mới nghe sương danh đã rút chảy tại sao lão ta lại chịu nhục dễ dàng vậy ngân phát bà bà ngạc nhiên về hành động của lão ta thấy nó quay người đi thì bà bà chợt nghĩ tới một việc vội kêu lên đứng lại Bát cực tiên ông đứng lại bộ mặt lạnh lùng quay đầu nói ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi nếu hôm khác ngươi con là thiên vương cũng không dọa nổi ta đâu ngân phát bà bà lại càng khó hiểu còn bắt cực tiên ông nói xong lại định quay người đi ngay bà bà vội bay tới chặn đường ông ta lại Bát cực tiên ông tức giận bừng bừng nói sự kiên nhẫn cũng có giới hạn thôi đấy nếu ta không vì lời thề năm ấy thì ta không nể ngươi đâu lời thề gì ngân phát bà bà lại càng kinh ngạc hơn nữa cứ như đi lạc giữa sương mổ chẳng hiểu gì cả và không nén được hỏi. Lời thề gì? Năm ấy sư phụ của ta có mắc một món nợ tình với U Minh Thần Quân. phú Lâm Trung có nói với ta rằng nếu có gặp truyền nhân của U Minh bảo, thì bất kể trong trường hợp nào cũng phải xá ba xá, nhường một lần chính vì vậy mà ta phải hành động như hôm nay, vì ta đã thể đáp ứng với sư phụ ta rồi. Rồi lại căm phẫn nói tiếp, nếu như bản thân ta thì việc hôm nay ngươi giết chính thất, Hủy xong phi mỗi tuổi đáng ra ta phải băm vòng ngươi ra. Nhưng như ta đã nói đấy, ngươi có còn gì không hiểu nữa không? Nếu không hãy tránh đường cho ta đi. Nhìn thấy bà bà cứ ngẩn người ra lão lại nói tiếp. Ngươi muốn hiểu rõ việc này hãy đến Thái Sơn. Ta sẽ lấy cho ngươi xem vật này ngươi hiểu ngay. Được trong mấy ngày gần đây, lão thân nhất định sẽ lên núi để hiểu rõ chuyện. Nhưng bây giờ ta có hai việc muốn nói rõ. Được hãy nói đi. Việc thứ nhất dương phu nhân là do hai vị thứ phi kia giết chết. Lão thân tay không tất sắt, còn hai phu nhân kia thanh kiếm còn lưu vết máu. Các hạ tự hiểu đấy đáng ra ai mới là thủ phạm giết dương phu nhân chứ. Bát cực tiên ông lắc đầu lạnh nhạt nói. Tạc nhân phản bội từ 20 năm nay đáng chết lắm. Hiện nay ta chẳng cần phải nhắc tới việc ấy nữa. Mỗi ấy chết đi đỡ cho ta phiền toái. Dương phu nhân có đả thương một tiểu điệt của ta. Xin tiên ông hãy nới tay cho xin thuốc giải ta đã nói rồi mọi việc có liên quan đến mụ ấy thì mụ ấy gánh vác nay mụ ấy chết rồi các vị cứ xuống âm phủ gặp mụ ấy mà yêu cầu nói rồi bước thẳng tới ngân phát bảo bà, bà đưa trưởng cản lại nói ngươi còn có là đại trượng phu không tại sao ngươi nói lời mà không giữ lời chính mồm ngươi vừa nói ngươi đã thề trước mặt sư phụ ngươi cái gì lần đầu tiên gặp ta thì sao thế hận thiếp cửu ta đã quên đi vì lời thề đó ta sai cái gì nào hai người chẳng ai chịu nhường ai cả hai tức tối bật lại phía sau đưa trưởng đưa kim trượng lên chuẩn bị khai một cuộc chiến long trời lở đất giữa hai tuyệt thế cao thủ bỗng nhiên đỗ kim đứng bên bỗng nói tiên ông xin hãy tạm nén giận tiên truyền lúc nãy truyền lại là hư cái gì bắt cực tiên ông tức tối thu thế trượng về nói quỷ bà trận đấu này giành lại lúc khác hiện nay ta đang có việc gấp phải về thái sơn ngay thất lỗi thì ra nó quái này đã ước hẹn trong nửa giờ nữa sẽ gặp Kim Ma để bàn việc gia nhập thất tinh bang. Tiên truyền lại báo Kim Ma đang đến Thái Sơn. Nếu đấu với bà bà thì lão hiểu rằng không dưới hai ba ngàn chiêu mới mong phân thắng bại. Mà phần thắng chưa chắc đã vẻ lão. Vậy thì còn gặp Kim Ma sao được nên lão quyết định ngưng trận đấu. Ngân phát bà bà cũng không muốn đánh nhau mà chỉ muốn có thuốc giải cho ngũ thiếu kỷ trong tay. Ngươi đi được sao? Hãy đưa vật mà ta cần đây nếu không phải đánh nhau ba ngàn chiêu mới được. Bát cực tiên ông liền tức tối kêu lên. Việc này chỉ vài hôm nữa nếu ta mà không thanh toán với ngươi thì ta không còn là bắt cực tiên ông. Nói rồi vẫy tay ra sau, tam tướng quân vội đưa lại một xác chết đầy máu me. Ngực bị kiếm phá hai lỗ to như miệng chén, máu còn chảy ra đó chính là dương mộng kiểu ác ma. Bát cực tiên ông đưa tay lạnh lùng nói, ngươi tự tay tìm lấy trong cái đống ấy đấy thấy cảnh ấy ngân phát bà bà lắc đầu tự nhủ nhân tâm bại hoại cả rồi vậy mà phu nhân bị giết nó ta không thèm nhìn một cái quả là một con người độc ác có một không hai lúc này bà bà không còn căm hận cái sắc dương mộng kiều nữa mà còn thấy dương mộng kiều quả nào bạc mệnh bất hạnh bà nguyên rủa bắt cực lão quỷ tàn nhẫn vô lương bà thấy ngọc diện phi cô dương mộng kiều chết thảm mà phu quân chẳng nhận nhà thì không hồn phách lấy đâu nương tựa Bà nhìn bắt cực tiên ông nói Lão thân không thể đụng chạm tới một tử thi như thế ấy Tiên ông hãy lấy thuốc giải cho lão thân Bắt cực tiên ông lắc đầu nhìn về phía tây lạnh lùng nói Ta và Dương Mộng Kiều đã hết tình nghĩa từ hơn 20 năm nay rồi Mụ ấy có tuyệt môn công phu gì ta cũng không hề hỏi đến Nên trong người mụ ấy có thuốc giải gì ta cũng không biết Nếu ngươi không lục tìm thì đừng trách ta mang xác đi đấy nhé Nói rồi lão ta quay sang quang lạc khai sơn ra hiệu Hồi thứ 66 bắt cực tiên ông Lạc Khai Sơn cúi xuống làm như sắp bế xác chết đi Khiến cho bà bà cảm thấy lo quá vội vàng ngồi xuống Đánh liều đưa tay vào xác của Dương Mộng Kiều để tìm thuốc giải Bỗng nghe vụt một tiếng một luồng khí lạnh néo ập xuống phía sau lưng bà 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 hiểu ngay việc gì đã xảy ra thân hình vẫn nguyên tư thế ấy Bỗng dịch sang bên năm thước như thế võ của con bọ ngựa và ngay lúc ấy chiếc trượng vàng của bát cực tiên ông đã cắm phập xuống lồng ngực của sắc chết phát ra một lỗ to hơn miệng chén ngân phát bà bà tránh thoát đòn đánh lén của bát cực tiên ông tái mặt kinh hãi lão quái đánh ném một trượng không thành công vội thu trượng về đưa mắt ra hiệu cho ba vị tướng quân kia rồi cả bốn người bay vọt tới tông chân đã bay thi thể của ngọc diện phi cô dâng mộng kiểu xuống khe núi đến lúc ngân phát bà bà hết ngạc nhiên thì bọn bát cực tiên ông đã đi rồi Lúc này tại đỉnh núi chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo và tiếng côn trùng giả dích. Bà bà nhìn sắc dương mộng kiều mà buộc miệng than. Từ xưa hồng nhan đã bạc phận rồi. Rồi bà bà lấp đá mai táng cho người đàn bà độc ác mà số số ấy. Rồi xách cái túi thuốc của dương mộng kiều ra đi mà nước mắt chảy lưng chồng. Sáng hôm sau thì tới ngoại vi của một tòa thành không rõ tên. Ngay lúc đó một chiếc xe ngựa lớn lao tới sầm sầm. Vừa phát hiện ra chiếc xe ngựa chỉ còn cách bà hơn ba thước Bà lùi vội ra sau để tránh Nhưng gần như không kịp nữa Chiếc xe sạt qua mặt bà mát lạnh Gã đánh xe tuy còn trẻ Mà mặt mày lạnh lồng nhìn lão bà bà như muốn gây sự Nhìn thái độ của gã Đổ thấy gã này ỷ thế chủ nhân Quen ăn hiếp người đẩy Mặc dù đánh xe nào đi như ăn cướp Tí nữa thì cán phải bà bà Mà hắn lại trận mắt lẩm bẩm mắng Hờ mấy thanh thiên bạch nhật đánh xe ra cổng này gặp phải đồ quỷ cái Lão bà bà vô cùng tức giận cố nhịn cho chiếc xe đi qua. Nghe cả đánh xe chỉ hai 20 tuổi nói vậy thì giận không nén được quát lên. Tiểu tử ngươi còn chưa vừa ý hả? Đúng đấy thấy người ta đang ngước cả mắt. Gã đánh xe đốt liền. Thế thì ngươi muốn gì? Bà bà tức giận hỏi. Còn bà muốn gì? Gã đánh xe ngang ngực nói. Ta đang nghe đã thấy tức là đã có ý rồi. Ngươi có muốn không? Đã muốn thế thì có gì khó? Sẵn sàng đây vừa rút lời lão đánh xe đã lắc cổ tay cây roi lượn lên quật vào lão bà bà ngân phát bà bà thấy ngọn roi vừa tới thì liền đưa tay ra nhưng đúng lúc ấy màn che của xe lay động một giọng nói vang lên lý cô nương đừng nên vô lý đó là u minh tiền bối nghe tiếng quát ấy bà bà vội rụt tay lại tránh ngọn roi mà không bắt nữa tiếng nói ấy quen thuộc quá đúng là người mà bà bà đang cần tìm Vừa thấy người ấy thò đầu ra cửa xe bà bà vội kêu to lên. Công tôn lão như kỳ nhi thế nào rồi. Rồi đưa chiếc túi lên cao. Người đánh xe nghe tiếng quát từ trong xe thì vội thu ngọn roi lại. Đồng thời khẽ quát lên một tiếng ghim cương giữ ngựa cho xe dừng lại. Trong xe là nhất trần đại sư ngũ ngân côn và mấy vị cô nương nọ. Mọi người đổ xô nhìn chiếc túi trong tay bà bà rồi nhìn bà với ánh mắt kính trọng. Công tôn cẩn nhận lấy chiếc túi rồi thụt vào trong xe ngũ ngân côn vội đẩy cửa xe bước xuống mặt lộ vẻ xúc động nở nụ cười nói vì tiểu tử mà phải nhọc công tiền bối xin nhận cho ván bối một ngày nói rồi ông vái một lễ thật tôn kính khoan đã ngân phát bà bà kêu lên rồi nói tiếp ngũ đại hiệp hãy khoan lễ đã nói cho tiểu ca kia cho xe đi thái sơn ngay ngũ ngân côn lễ xong nói với người đánh xe lý cô nương lên thẳng thái sơn rồi ngũ ngân côn mở rộng cửa xe nói tiền bối đi đã mệt nhọc xin mời lên xe nghỉ ngơi một chút ngân phát bà bà bước lên xe chào mọi người rồi mắt nhòe lệ khẽ kêu lên kỳ nhi Và đánh xe họ lý khẽ dặn dạ một tiếng vung nhẹ ngọn roi hai con ngựa trồm lên bánh xe nghiến xuống lòng đường Cố xe lăn tới hướng mặt trời mọc đến ngày thứ ba mà họ vẫn chưa đuổi kịp nhóm thượng nhân điểm thương song kiếm mẫu tử bạch tố hoa và bốn vị cao tăng thiếu lâm tự Ngũ Ngân Côn thấy mọi người vì hài nhi của mình mà vất vả khổ cực như thế thì lấy làm buồn giàu tuổi thân lắm. Nhưng có điều làm cho mọi người vui mừng là nhờ có thuốc giải dương mộng kiều và tài nghệ của thánh thổ thần y mà Ngũ Thiếu Kỳ đã trừ được độc dược. Ngũ Thiếu Kỳ vừa hồi phục thì Ngân Phát Bà bà cho chẳng biết có khả năng Kim Ma đang ở bát cực cung của Thái Sơn bà nói. Hài nhi nếu muốn ngăn cản Kim Ma cấu kết liên minh với lão quái vật bát cực tiên đông thì phải nhân cơ hội này mà ra tay. Nếu để cho kim ma nối ba tấc lưỡi liên kết được với não quái ấy, thì có nghĩ tới việc diệt trừ bọn ấy cũng trở thành khó khăn. Ngũ Thiếu kỷ hỏi, không gì bằng nhanh và bất ngờ phải đi mau lên. Ngũ Thiếu kỷ bàn với mọi người chia lực lượng làm hai, một nhóm gồm có Ngũ Thiếu kỷ, ngân phát bả bả, nhất trần đại sư công tôn cẩn, nhóm kia có Ngũ Ngân Côn và ba nàng thiếu nữ. Đến canh hai ngày thứ hai thì Ngũ Thiếu Kỳ và ngân phát bà bà đã leo lên đến đỉnh núi, đối diện với bát cực công, nhất trần đại sư và công tôn cận mới đến chân núi. Bỗng hai người nhìn thấy bóng người nhanh như chớp lướt từ một hướng khác nấp kín trong một lùm cây rậm rạp. Lão bà bà nói với Ngũ Thiếu Kỳ: "Thân pháp người này khá quen hình như chúng ta đã biết rồi, thân pháp chẳng thua gì sư bá, nếu là người của bọn chúng thì quả là đại kình địch đấy, nhưng nếu là kẻ địch sao lại bí mật như thế?" Nếu tiểu điệt nhìn không lầm thì đây là Ngay lúc ấy người kia đã bay vụt xuống bắn vào bên trong tổng công viện Tư thế tuyệt đỉnh vô song chứng tỏ là cao thủ thượng thừa Lập tức ngân phát bà bà và ngũ thiếu kỳ bắn mình đuổi theo Nhưng chỉ hai lần lướt mình thân hình người ấy đã biến mất Thân hình người ấy lúc ẩn lúc khiện Lướt tới một trụ gỗ lớn Cả mắt người người nhìn vào tòa đại điện quan trọng Người ấy hình như không nhận ra đằng sau mình có hai người đang theo dõi cả hai vạt sang tầng điện thứ hai từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở trong điện tránh thứ ba và kể cả người áo xám đang nấp sau cây trụ nọ ngũ thiếu kỳ nhận định người ấy có thể là đại phương thượng nhân do vậy cần phải gặp người ấy để phối hợp liên thủ với nhau ngũ thiếu kỳ nhìn thấy trong tòa đại điện thứ ba đèn sáng rực ở giữa có bày sáu chiếc ghế bành lót ra hổ chính giữa là hai người ngồi trên vị trí cao nhất một người là kim ma người kia mặc dù chưa gặp nhưng chàng chắc chắn đó là bát cực tiên ông trên bệ thờ có bảy hương án rượu và trà hoa quả hai bên thắp nến đỏ ngồi hai bên bát cực tiên ông và kim ma là những gương mặt quen thuộc mà mới nhìn ngân phát bà bà đã thấy tức lộn ruột bên trái là bạch cốt thần quân và nhất tiểu phật bên phải là hòa thượng lão già xanh ốm đã gặp tại bạch thạch đài thấy bà bà tức quá cho tay vào túi ra ngũ thiếu kỷ vội nói xin bá khoan tay đã để xem chúng làm gì ngay lúc ấy đã nghe Kim Ma lớn giọng nói Tiên ông hậu đãi thế này Bần đạo không sao nói hết sự cảm kích Hả hả Bang chủ đừng khách khí Tại hạ đang ngồi di chứng Bang chủ đã cảm thấy thỏa chí bình sinh lắm rồi Tiên ông nói hay quá Chỉ tiếc Kim Ma vẻ buồn buồn nói Bang chủ có điều gì vậy Đáng tiếc Dương Phu Nhân gặp phải độc thủ của U Minh Quỷ Ba Nếu không thì đến nay thất tinh bang có thể ra mắt tổ chức tuyên bố thành lập được rồi nghe nhắc tới ngọc diện phi cô dương mộng kiểu lão bắt cực cao mày đương nhiên chính thất cũng là một cao thủ dưới cờ băng chỗ, nhưng để là một phỉ trong thất tinh e chưa đáp ứng được vì dù sao cũng là một nữ nhân kim ma nghe thế thì chuyển sang ý khác nói hôm nay tại hạ lên bắt cực cung với mục đích là xin thỉnh giáo tiên ông trên thế gian hiện nay ai có thể bỏ vào vị trí ấy theo lão phu thì thứ nhất không nên chọn nữ nhân thứ hai là những người không có thanh danh, thứ ba là các nhân vật trong thập nhị hung. Kim Ma ngạc nhiên hỏi vì sao vậy? Bát cực tiên ông cởi nói, chẳng sao cả, chỉ vì những năm trước, tài hạ có kết ân oán với thập nhị hung. Vậy thì theo tiên ông ai xứng đáng nhất? Chỉ có pháp bình tự lão tông ba là nhân vật xứng danh nhất. Kim Ma bỗng vỗ tay cởi nói, đúng là chí lớn gặp nhau, Người quý ở tấm lòng quả tiên ông là người cao minh số một mà lần đầu Kim Ma mới gặp. Bang chủ quá khen, người huynh đệ này không dám nhận. Kim Ma đứng lên vòng tay lễ nói, chúng ta hôm nay tuy chưa thể khai bang lập phái được, nhưng đây là cơ hội hiếm có, Kim Mỗ muốn được cắt máu ăn thẻ liên minh với tiên ông, không biết tiên ông có cho phép không. Bắt cực tiên ông vội đứng lên nói, nếu bang chủ không hiềm lão phu thấp kém thì lão phu xin được y lệnh. Hay lắm, tiên ông khách khí quá. Bát cực tiên ông đảo mắt một vòng hắng giọng nói. Sau này được gia nhập thất tinh bang những thủ hạ của Lão Phu muốn được cho họ được dựa vào bang mà nương thân. Kim Ma ngạc nhiên trầm ngâm nghĩ ngợi, Lão bà bà tự nhủ. Đồ đều giả vọng tưởng xem thử chúng bay có được như ý không. Kim Ma hỏi bát cực tiên ông, quý thuộc có những nhân vật nào? Bát cực tiên ông chỉ vào năm đại tướng đứng sau lưng mình nói. Năm người bọn ấy tuy chẳng tài giỏi gì lắm nhưng làm kẻ tiên phong ít ai hơn được. Lão Phu còn có hai nàng phi nữa Kim ngân song phi Kim ma khẽ kêu lên Mắt chặt hiện lên ánh hiếu sát rồi chặt tắt ngay Lão cười ha hả nói Tự nhiên tự nhiên thôi Họ có bảy người có thể lập được một thất tinh nhỏ nữa đấy Lão bắt cực rất vừa ý Nhưng thoái đời được voi thì đòi tiên Đôi mắt lão đảo một vòng lại có một ý đồ mới cười ha hả nói Sau này thất tinh bang nằm thống xoáy võ lâm Võ lâm các môn phái các đại cốc chủ đương nhiên cống nạp thuộc hạ việc này là phải có ý liệu có người lo toan do đó ngoài chức bang chủ ra cũng cần có chức phó bang kim ma thì ấn lạnh trong người ngầm thở ra một tiếng tự nói trong lòng kẻ này đáng chết vì rõ ràng lão bắt cực định chiếm ngôi phó bang chủ lại có thêm bảy tên thủ hạ trong bang nữa thì lão ta đã có ý đổ rồi nhưng kim ma vẫn tươi cười hỏi lại bắt cực tiên ông theo tiên ông thì ai đảm đương được chức vụ phó bang chủ bắt cực tiên ông nghe hỏi mà tức giận điên lên Lẽ nào Kim Ma không hiểu ý não mà lại đặt mình vào trường hợp khó xử này? Lão thì Kim Ma không thực sự ủng hộ lão, quay trọng lão như lời nói. Còn bốn kẻ kia rõ ràng là thủ hạ thân cận của Kim Ma rồi. Lão tự thấy mình cô lập dần dần. Cuối cùng lão nói, theo ý của lão phu thì lão tông ba có được không? Kim Ma chậm ngâm nói, lão tông ba, theo mỗ thì ngày khai băng lập phái Cả bảy vị trong bang đều bình đẳng như nhau sẽ tuyển chọn một người làm bang chủ, còn lại sáu người kia đều là phó bang chủ cả. Còn hiện nay chưa đại hội nên tạm thời Kim Mỗ đứng tên bang chủ để tiện nó tổ chức. Ôi hai tiếng bang chủ gọi nên làm cho Kim Mỗ thấy hổ thẹn quá. Lão bắt cực thị ý đồ của mình hoàn toàn thất bại, căm tức vô cùng nhưng cũng cậy nói. Cao kiến của bang chủ quả là cao minh anh hùng mưu lực. Rồi đây chức bang chủ có ai dám mơ giành với bang chủ? Rồi nó đứng lên cung tay lễ nói Bây giờ xin bang chủ chủ trì để sáu chúng tôi đây nằm lễ kết giao trước Để sau này tiện quan hệ cùng nhau Kim Ma đứng lên cởi nói Quả là cao kiến nhưng chỉ sợ làm phiền tiên ông Bắt cực tiên ông đưa mắt nhìn quanh chật nảy ý mới nói Chúng ta kết giao huynh đệ kết nghĩa cùng nhau Còn có nơi liên hệ nếu bang chủ không chê tệ xá Thì nó phu xin nguyện hiến bắt cực cung để làm cơ sở cho thất tinh bang chỉ cần đổi tên từ bát cực sang thất tinh mà thôi Cả Kim Ma Hồ hỏi đoán nhận tin này Nào ngờ nghe, nghe xong Kim Ma Hừ một tiếng lạnh nhạt nói Bát cực cung là một thánh địa Đâu thể vì bần đạo mà hạ phong xuống làm thất tinh Đối với vấn đề này Hảo tâm của tiên ông bần đạo không dám nhận Ngân Phát Bà Bà truyền âm nói với ngũ thiếu kỷ Hai kẻ đều cùng hung cực ác nham hiểm khôn lường Thất tinh bang chưa thành lập mà đã thế đã minh tranh ám muội thế này thất tinh băng không thể tồn tại nổi ngũ thiếu kỷ nói đặc biệt là bát cực lão quái thâm độc vô độ xảo trá khôn cổng lúc ấy trên đại điện kim ma khoác vai bát cực tiên ông cả hai song song bước xuống bệ điện đi vào thiên tĩnh bốn lão quái kia cùng đi theo và cùng chia làm hai đầu tiên là bạch cốt thần ma tiếp theo là nhất tiếu phật thứ ba là lão hỏa thượng và thứ tư là quái nhân gầy ốm lãnh đạo đội quân cung nọ ở bạch thạch đài Vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ 18 tiểu thuyết Bắc đầu thất tinh của tác giả Tư độ Yên Nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo